tại ai xa ngậm vào ngỡ. Tại ai anh viết lá thơ vì ai tan nát sầu tim vợ cho lễ tôn chào đổi nhớ như trời ơi tôi muốn gì người tôi đã yêu, tuy rằng tôi yêu người ấy thật nhiều, nhưng sợ đời gieo đắng cay, sợ tình yêu hay đổi thay nên tôi giết người yêu phút này. Thà tôi sẽ giết chết người tôi đã yêu, cho dù tim tôi khổ đau thật nhiều, hơn là nhìn em bỏ vì đời xui ta cách đôi. Tôi sẽ cố suốt đời người ơi, khi yêu lòng tôi yêu thật là nhiều, đêm bao nhiêu lá trên rừng thì tình tôi yêu em bấy. Rồi ngày mai vì yêu tôi giết em rồi, thì xin em hãy hiểu rằng vì lòng tôi quá nặng tình em. Thà tôi sẽ giết chết người tôi đã yêu, cho người tôi yêu ai trong lòng, để đợi tôi không mất em. Đường tình tôi luôn có em, tôi chỉ muốn em là của tôi. Tôi yêu thật là nhiều, đêm bao nhiêu lá trên rừng thì tình tôi yêu em bấy nhiêu. Rồi ngày mai vì yêu tôi giết em rồi, thì xin em hãy hiểu rằng vì lòng tôi quá nặng tình. Thà tôi sẽ giết chết người tôi đã yêu, cho người tôi yêu còn mãi trong lòng,
mất em. Đường tình tôi luôn có em, tôi chỉ muốn em là của tôi. Để đợi tôi không mất em. Đường tình tôi luôn có em, tôi chỉ muốn